Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 20 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Hưng Yên về việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Nhiều gói tín dụng hỗ trợ giải ngân lãi suất thấp nhưng doanh nghiệp vẫn khó khăn khi vay vốn. Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống, trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Trong chương trình, thị xã Mỹ Hào có 30 trẻ em được trao tặng xe đạp, 3 trẻ em được tặng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Huyện Ân Thi có 20 trẻ em được trao tặng xe đạp. Đây là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tiêu biểu của hai địa phương. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam còn có các phần quà tặng trường trung học cơ sở Dương Quang, tổng giá trị quà tặng là 180 triệu đồng. Cũng tại chương trình, các em học sinh được tham gia các hoạt động thể chất, đánh thức phong cách sống khỏe và rèn luyện thói quen sống khỏe. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng điều hành hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời nắm bắt được ý kiến phản ánh của cử tri, nhân dân về tình hình ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh hiện nay, qua đó cùng các cơ quan tiếp thu hướng dẫn và giải đáp một số ý kiến kiến nghị trực tiếp tại hội nghị của các cơ quan chức năng, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân về ban hành cơ chế chính sách kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường được thường xuyên và có hiệu quả. Ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên ở các cấp các ngành về bảo vệ môi trường được nâng lên. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là của các cấp các ngành và công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường đã được tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng đổ đốt rác gây ô nhiễm môi trường chưa được ngăn chặn triệt để, phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình chưa đạt so với yêu cầu của tỉnh, đầu tư lò đốt rác thải còn chậm đầu tư công trình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt dân cư nông thôn. Hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư không có công trình xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh tuy đã được cải thiện nhưng chưa được giải quyết triệt để và hiệu quả. Hội nghị đã nghe 11 lượt ý kiến với 30 câu hỏi, 14 nhóm vấn đề của cử tri đại diện cho nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố về thực trạng ô nhiễm môi trường và công tác xử lý môi trường tại nông thôn, tình trạng lượng rác thải ùn ứ tại các khu tập kết và trong các khu dân cư rất lớn, công suất của các lò đốt rác chưa đảm bảo để xử lý, ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống các sông ngòi trên địa bàn tỉnh, việc hoàn thiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, cử tri cũng đã kiến nghị đề xuất đối với các cấp ủy chính quyền các cấp về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Huyện An Bảo có con sông Điện Biên chảy qua, nhiều năm nay nước sông vô cùng ô nhiễm, đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vậy đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh quan tâm xử lý khắc phục. Vấn đề thứ hai, tình trạng ô nhiễm khí thải của nhà máy nhựa. Rất nhiều năm nay, người dân trong khu dân cư bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù công ty đã có phương án di rời, nhưng cứ năm này qua năm khác vẫn chưa di chuyển. Hiện nay ở các địa phương là cái nước thải trong sinh hoạt đối với các hộ dân, kể cả là các cái hộ chăn nuôi, lợn gà, trâu bò, rồi thì các cái loại hóa chất như là xà phòng, nước tẩy,
rồi từ thuốc sâu đều chảy ra môi trường mà chúng ta không kiểm soát được. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thì ngày hàng ngày rất lớn. Tôi đề nghị là tỉnh cũng chỉ đạo công ty Uranco 11 và lò đốt rác thải dị sử thị xã Mỹ Hào tăng cái khối lượng tiếp nhận xử lý rác thải cho huyện. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu xuất hiện việc đổ trộm rác thải công nghiệp thường vào ban đêm lên mặt mái đê và đốt cháy gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng tai nạn giao thông. Trên địa bàn xã Tân Quang có công ty gạch Toco, công ty cám Minh Hiếu vẫn còn xả khí thải khói bụi gây ô nhiễm, gây mùi khó chịu cho nhân dân. Mặc dù cử tri đã nhiều lần phản ánh kiến nghị, tại hội nghị này tôi thay mặt cử tri xã Tân Quang đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các công ty áp dụng biện pháp khắc phục. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời ý kiến phản ánh của cử tri về vấn đề quản lý nhà nước đối với vấn đề môi trường trong các khu cụm công nghiệp và doanh nghiệp. Việc phân loại xử lý rác thải cần mang đi xử lý, tình hình xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác thải, vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Chất thải sinh hoạt hiện nay là phát sinh 787 tấn, thì có 4 huyện là phát sinh trên 100 tấn một ngày. Tỉnh Hưng Yên thì đang có hai cái khu mà tỉnh đã xác định, là một là Khoái Châu, là chúng ta xác định ở Phùng Hưng cái diện tích là khoảng 4,98 hecta. Thì cái này đang tìm nhà đầu tư để thực hiện dự án. Một cái khu vực nữa là Phú Cư, thì tháng 8 vừa rồi thì là công ty Huy Anh là đã được chấp nhận là chủ đầu tư, thì báo cáo chỉ kế hoạch là đến tháng 11 năm 2023 là sẽ san lấp mặt bằng xong. Thì kế hoạch sớm nhất là đến tháng 12 năm 2024 sẽ vận hành chính thức. Những cái nội dung này thì báo cáo chí là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân là chỉ đạo rất quyết liệt. Và theo tính toán ấy, thì cái công suất xử lý của các đơn vị hiện nay và đầu tư mới thì cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu về xử lý rác thải của địa bàn tỉnh. Hiện nay đã xác định được 451 cái điểm để mà xử lý cái nước thải trên địa bàn tỉnh. Thì trong đó là có 32 điểm là đưa vào quy hoạch sử dụng đất, còn các điểm khác thì các huyện cũng đã cam kết là sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri về các khu vực không được phép chăn nuôi, lộ trình di rời các cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư. Việc di rời chăn nuôi ra khỏi khu dân cư ngoài việc đảm bảo môi trường còn thúc đẩy chăn nuôi phát triển an toàn. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh rồi Hội đồng nhân dân tỉnh là có lộ trình đến năm 25 thì làm được bao nhiêu, rồi đến tầm nhìn đến năm 30. Thì cái đề án này thì chúng tôi cũng sẽ phải có lộ trình, chứ không thể là mình cấm một cái là cấm ngay, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống, cái thu nhập, cái việc làm của người dân, rồi là cái nhu cầu, cái cung và cái cầu, đúng không, đối với cái sản phẩm gia súc gia cầm. Đấy, cho nên là chúng tôi sẽ có cái lộ trình như vậy để thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu những kiến nghị, phản ánh và đề xuất tâm huyết của cử tri, tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Để tăng cường bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh một số vấn đề. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh là tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu và có biện pháp hữu hiệu để xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Rà soát đánh giá lại các chương trình, đề án của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua để kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới để phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương, các cấp các ngành thực hiện tốt các chương trình, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi xả chất thải không đạt chuẩn kỹ thuật và ra môi trường để gây ô nhiễm. Việc nữa mà đề nghị là Ủy ban tỉnh đấy phải đó là nước thải ở trong nông thôn. Nông thôn mới thì chúng ta là hệ thống hạ tầng rất là căn cơ rồi.
Thế nhưng mà rãnh nước thải của nông thôn ấy, thì chúng ta vẫn là để ngỏ, không phải là đường công kín. Đấy, dẫn đến là cái vấn đề ô nhiễm không khí ở địa phương là vẫn chưa được hoàn toàn. Hai nữa là cái thu gom nước thải nó vẫn là thả ra ao và hồ chưa có xử lý. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết căn cơ. Thế nên muốn giải quyết cái việc đó thì trước hết là gì? Từ hộ gia đình, từ người dân, chúng ta phải ý thức được việc này. Tại sao phải khuyến cáo là chăn nuôi xa khu dân cư và ra khu tập trung? Đấy là vấn đề để chúng ta là tạo môi trường sống cho chính chúng ta. Thế nếu chúng ta không làm được việc đó thì tự chúng ta là làm ô nhiễm môi trường chính bản thân sống của chúng ta. Mới hai nó là chính quyền các cấp phải quan tâm đến và xử lý cái việc nước thải, rác thải địa phương. Hộ gia đình ý thức được mà cấp chính quyền chúng ta quan tâm, tôi nghĩ rằng vấn đề môi trường sống của Hưng Yên sẽ ngày càng tốt đẹp. Và cái nữa mà tôi đề nghị ủy ban tỉnh là chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường cái công tác quản lý nước về môi trường địa bàn tỉnh, nhất là chỉ đạo và đẩy mạnh kiểm tra giám sát ngăn ngừa việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Chúng ta đã có quan điểm rất rõ, tỉnh ủy chỉ đạo rồi, là những doanh nghiệp mà muốn đầu tư vào Hưng Yên mà không đảm bảo vấn đề môi trường là chúng ta không tiếp nhận. Thì tỉnh đã có chỉ thị, có quy định rồi. Do vậy là vấn đề trong công nghiệp chúng ta mà tiếp nhận những doanh nghiệp mà làm ô nhiễm môi trường là rất còn cương quyết xử lý, mà đề nghị ủy ban tỉnh là không tiếp nhận ngay từ đầu. Thế do vậy là mấy năm nay thì chúng ta có tiếp nhận cái doanh nghiệp rời lẻ đâu mà đánh giá tác động môi trường mà cảm thấy là ô nhiễm là rất quan trọng, dù rằng có lúc cho ngân sách rất chi là nhiều kinh phí cũng không tiếp nhận. Tôi cũng đề nghị là sở tài nguyên môi trường ấy tổ chức cái quản lý và kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ môi trường vẫn tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách. Đồng chí tin tưởng rằng với sự chung tay của cử tri, nhân dân địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự sát sao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nói chung và của các địa phương nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi khảo sát và làm việc tại tỉnh Hưng Yên về việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngoài đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy hoạch tỉnh, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt, đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Từ năm 2017, lập danh sách 256 lượt cơ sở xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, lập 8 trạm quan trắc không khí, nước mặt tự động, hỗ trợ lắp đặt 10.700 công trình xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas. Đến năm 2022, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt khoảng 620 tấn trên ngày, đã có gần 139.000 hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ. Năm 2022, thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm đối với 59 cơ sở cá nhân với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các dự án khu cụm công nghiệp và dự án sản xuất riêng lẻ, tỉnh sẽ tăng cường quản lý nhà nước và công tác thanh tra kiểm tra giám sát để các đơn vị tập trung hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng sống cho người dân. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thảo luận đánh giá cao chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Hưng Yên, trong đó có công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, vận hành hệ thống quan trắc. Đoàn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kiểm tra chặt chẽ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xả nước thải ra lưu vực sông Bắc Hưng Hải và nghiêm túc thực hiện đầy đủ luật bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là bố trí đủ quỹ đất để thực hiện cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trước đó, đoàn công tác và đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai đoạn mở rộng, hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu đô thị Ecopark, hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp dệt may Phố Nối và dự án xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn,
Hiện nay, các ngân hàng trên cả nước đang có hơn 6 triệu tỷ đồng sẵn sàng cho vay phục vụ doanh nghiệp, người dân để đầu tư sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Dù ngân hàng không thiếu tiền, nhưng nhiều doanh nghiệp, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn vay bởi vướng rào cản về tài sản thế chấp cũng như ngân hàng hạn chế cho vay tín chấp. Hiện cả nước có hơn 800.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng doanh nghiệp cả nước. Số liệu khảo sát vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam công bố trong tháng 8 cho thấy 25% đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 15.200 doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận vốn vay, cũng là ý kiến được doanh nghiệp phản ánh tới các hội doanh nghiệp địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, sau thời gian dài khó khăn vì dịch bệnh, kinh tế suy thoái dẫn đến nhiều doanh nghiệp nợ đọng vốn vay, tài sản thế chấp vay giảm, trong khi các ngân hàng phải chịu sức ép về bảo toàn vốn, tránh nợ xấu nên càng cẩn trọng trong cho vay. Vì vậy, tiếp tục các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp là đòi hỏi cần thiết trong lúc này, trong đó có hỗ trợ về tiếp cận vốn vay. Chính phủ, rồi Thủ tướng Chính phủ đã có những cái giải pháp lãnh đạo chỉ đạo ngân hàng nhà nước là giảm lãi suất để cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Nhưng hiện nay các đơn hàng của các cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị giảm rất là sâu, thì tôi đề nghị là tới đây các cấp lãnh đạo trung ương đến địa phương để có những cái giải pháp tiếp theo để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 8 năm 2023 của 27 chi nhánh ngân hàng cấp 1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là hơn 88.200 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, hiện các ngân hàng đều giảm lãi suất cho vay để tăng giải ngân. Cụ thể, lãi suất ưu tiên ở mức 4% trên năm, lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất là 5,3% trên năm, lãi suất trung và dài hạn là 5,8% trên năm. Phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và đã tổ chức hội nghị trực tiếp về kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa ra các cái giải pháp về hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp trên cả nước, hiện vẫn phải vay với mức lãi suất từ 9 đến 10%. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp rất khó đạt mức lợi nhuận 10%. Vì vậy, mức lãi suất vẫn ở mức cao và cũng không ít doanh nghiệp đang trong cảnh rất khát vốn nhưng không đủ điều kiện để được ngân hàng duyệt cho vay. Thực tế, nhiều gói tín dụng hỗ trợ giải ngân thấp do doanh nghiệp khó đáp ứng điều kiện quy định để tiếp cận vốn. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn giữa lúc khó khăn này, các điều kiện cho vay cần linh hoạt hơn, đặc biệt là yêu cầu về tài sản thế chấp. Thay vì bất động sản, doanh nghiệp có thể thế chấp bằng nguyên phụ liệu sản xuất hoặc các hợp đồng kinh tế, bởi với nhiều doanh nghiệp có thêm hợp đồng mới trong lúc này để duy trì sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động đã là một thành công. Vào khoảng 24 giờ ngày 19 tháng 9, Công an xã Mễ Sở, huyện Văn Giang phát hiện thi thể cháu bé chết đuối tại ao nuôi cá cạnh bờ sông Kênh Tây thuộc địa phận thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở. Trước đó được tin có cháu bé tại Gia Lâm, Hà Nội bị bắt cóc, sau đó đi về phía Hưng Yên. Lần theo hệ thống camera công cộng và camera của các nhà dân xã Mễ Sở, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày phát hiện một phụ nữ trạc 40 tuổi chở một cháu bé đi qua. Khoảng 1 giờ sau, tiếp tục phát hiện người phụ nữ này đi qua cầu sông Đồng Quê, thôn Đồng Quê, nhưng không có cháu bé. Sau đó, người dân đi tìm kiếm và đến khoảng 24 giờ phát hiện cháu tử vong trong ao nhỏ cạnh bờ Kênh Tây. Cháu bé được xác định 21 tháng tuổi là trường hợp bị bắt cóc tại Gia Lâm nói trên. Tiếp tục tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy được cho là của nghi phạm bỏ lại tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, tại khu vực ngã tư Phố Nối thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tổ công tác liên ngành gồm Công an tỉnh Hưng Yên, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên, Trạm Thú y thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89C-12175 do anh Vũ Văn Hát, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, là chủ phương tiện, cũng là lái xe. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô vận chuyển trên 300 kg lỏng lợn bốc mùi hôi thối. Tại
Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm động vật. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ phương tiện cho biết buổi sáng anh mua số lòng lợn trên với giá 5.000 đồng một kg tại một chợ thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Mặc dù thấy số sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc và có mùi hôi, không đảm bảo vệ sinh, tuy nhiên do giá rẻ nên anh đã mua về để tìm khách bán lại kiếm lời. Đại diện cơ quan thú y đã tiến hành ghi nhận tình trạng hàng hóa, cụ thể là số lòng lợn trên đang chuyển màu bốc mùi hôi thối, vận chuyển bằng phương tiện không đảm bảo vệ sinh thú y. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.